Ngọc Anh xin kính chào tất cả quý khách hàng đang theo dõi kênh Nhà Tốt, Nhà Đất Giá Rẻ Hà Nội. Trong video này, Ngọc Anh sẽ quay và gửi tới cho quý vị 3 căn nhà với diện tích rộng 48m² thuộc xã Thanh Oai, Hà Nội. Và với 3 ngôi nhà này thì vừa mới hoàn thiện xong hết sổ đỏ chuẩn chỉnh, dọn đồ về và ở ngay 3 căn nhà, 3 cuốn sổ đỏ riêng. Hướng nhà là hướng Đông Bắc, mặt tiền của ngôi nhà 3m8 vừa mới hoàn thiện xong hết. Ngõ đường trước nhà thực tế nó khoảng tầm 2m2 và căn nhà này thì đường ngõ ô tô 2m5 mọi người ạ. Và ô tô nhỏ có thể lùi vào tận cửa. Thiết kế của ngôi nhà xây mới độc lập, giá bán rất chi là rẻ thôi. Với giá bán này thì nhỉnh 1 tỷ 6 là quý vị đã có thể sở hữu cho mình ngôi nhà này và trả trước khoảng tầm 5 đến 600 triệu tiền mặt. Thì phần còn lại ngân hàng sẽ hỗ trợ quý vị vay trong vòng thời gian dài nhất với lãi suất ưu đãi nhất. Và với vị trí này thì thuận tiện đi làm ở đâu ạ? Với vị trí ngôi nhà này, quý vị có thể đi làm ở Thanh Oai, quý vị có thể đi làm ở Hà Đông hoặc là đi làm ở Chương Mỹ. Từ vị trí ngôi nhà này cách với cầu Mai Lĩnh khoảng tầm 3,5 km và cách với bến xe Yên Nghĩa khoảng tầm 7 km mọi người nha. Mời quý vị theo em vào khám phá cụ thể ngôi nhà với thiết kế ra sao. Hướng nhà Đông Bắc thì tương đối là mát. Thực tế nó nằm ở trong khu dân cư đông đúc xung quanh. Về dân sinh ấy, thì trường mầm non, chợ, trường, phường, trạm đầy đủ, ủy ban nhân dân huyện. Nói chung là xung quanh dân cư đông đúc mọi người ạ. Và quan trọng là giá bán rẻ, diện tích rộng. Quý vị nào mà cần với diện tích rộng thì có thể tham khảo ngôi nhà này. Tính từ vị trí ngôi nhà này mà lên tới Hà Đông thì nó tương đương với lại ở Phụng Châu, Chương Mỹ quý vị nha. Cho nên nếu như quý vị nào mà thường xuyên theo dõi kênh bán nhà tốt ấy, thì mọi người thấy là Ngọc Ánh hay quay về Chương Mỹ, cũng nói là thuận tiện đi làm ở Hà Đông, thì cái vị trí ngôi nhà này cũng vậy. Hiện tại em đang đứng ở phần tầng 1 của ngôi nhà. Phần hoàn thiện của ngôi nhà xong hết, tầng 1 thiết kế cho quý vị phòng khách riêng, phòng bếp riêng, phòng vệ sinh riêng. Đây. Gạch lát nền kích thước gạch 60-60, hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng tiết kiệm điện đều đã được lắp đặt cho quý vị đầy đủ. Quan trọng nhất là 100% pháp lý, sổ sách đều chuẩn chỉnh thì bên ngân hàng người ta mới hỗ trợ quý vị vay thời gian dài nhất và lãi suất ưu đãi nhất. Hiện tại lãi suất ngân hàng bây giờ chỉ rơi vào tầm 7% của bên BIDV, ngân hàng nhà nước thôi thưa quý vị. Cho nên nếu như mọi người mà đang tham khảo và muốn mua nhà tại thời điểm này thì cái giá bán cũng như là cái ưu đãi của bên ngân hàng rất là hợp lý. Tiếp theo đây là phần phòng bếp của ngôi nhà với phần hoàn thiện phòng bếp xong hết về phần tủ bếp, phụ kiện bếp. Tủ bếp thì thiết kế ở trên là gỗ MDF chống cong vênh, mặt bếp ốp đá granite và xung quanh bếp quý vị có thể nhìn thấy đây. Với một ngôi nhà giá rẻ mà chủ nhà thiết kế đầu tư rất là chỉn chu, cẩn thận, tinh tế và không kém phần hiện đại. Ngoài ra với ngôi nhà này có khoảng lưu không trước sau. Đây là khoảng lưu không phía sau của ngôi nhà thưa quý vị. Đây ạ. Nếu như sau này quý vị về thì cái khoảng lưu không này quý vị có thể làm một cái mái che và ở dưới này. Ở đây thì là cái không gian quý vị có thể thiết kế để rửa này, chế biến đồ tươi sống rất là hợp lý. Khoảng lưu không này thì sau này nó là vĩnh viễn nha mọi người, rất là mát, thoáng. Không gian phòng bếp cũng được thiết kế thêm ở đây một ô cửa sổ đó để thoáng khí. Quý vị có thể ngắm nhìn từ trong phòng bếp ra không gian phòng khách tương đối là rộng. Với ngôi nhà này diện tích của nó thực tế nó là 46,8m nha mọi người, trên sổ đỏ. Mặt tiền 3m8, mặt hậu 3m8, không lỗi phong thủy. Phòng vệ sinh riêng sử dụng ở phần tầng 1. Đầy đủ công năng sử dụng bồn cầu, vòi xịt, vòi rửa, hệ thống máy bơm nước tổng lên trên 3 tầng sử dụng của ngôi nhà. Cổ trụ tay vịn cầu thang đây quý vị có thể nhìn thấy không ạ? Đầy đủ thiết kế là gỗ, mặt bậc cầu thang ốp đá đen, cổ trắng. Ngăn cách giữa phần cầu thang và phần phòng khách thì chủ nhà có thiết kế cho quý vị ở đây một vách CNC. Một ngôi nhà giá rẻ chỉ hơn 1 tỷ 6 thôi. Chỉ hơn 1 tỷ 6 thôi mà sở hữu cho mình cả nhà và đất 3 tầng xây mới, sổ đỏ, đi làm thuận tiện ở Hà Đông. Nếu như bây giờ ở Hà Đông ấy thì quỹ căn của bên nhà tốt cũng còn rất là nhiều. Tuy nhiên giá của nó thì tương đối là cao. Cho nên với cái vị trí này gần như nó giáp với Hà Đông thì giá nó rẻ hơn. Như Ngọc Anh đã chia sẻ nó tương đương với lại bên Chương Mỹ, Hà Đông. Chương Mỹ đấy mọi người ạ. Cho nên mọi người có thể tham khảo và mọi người cũng có thể liên hệ trực tiếp với nhà tốt để được tư vấn trước khi đi xem nhà. Và mời mọi theo em lên khám phá các tầng tiếp theo của ngôi nhà nhé. Hãy
Với một ngôi nhà diện tích rộng, thiết kế cầu thang giữa, phòng vệ sinh ở giữa thì tất nhiên phòng ngủ sẽ thiết kế trước và sau. Và với ngôi nhà này cũng vậy, hai phòng ngủ trước sau rất là thoáng, rất là hợp lý. Cái phần khoảng lưu không đây, quý vị có thể nhìn đây. Khoảng lưu không ở phía dưới tầng 1, trên tầng 2, tầng 3 đều được sử dụng ở đây, là cửa sổ mở ra thoáng vĩnh viễn, rồi là để lắp đặt chờ, điều hòa. Hợp lý. Với cái căn phòng này thì ống chờ, dây chờ áp, chờ điều hòa đều được chủ nhà thiết kế lắp đặt đầy đủ xong hết. Trần thạch cao, đèn led chiếu sáng, gạch lát nền kích thước gạch 60, màu tông sơn chủ đạo của ngôi nhà này là màu trắng. Cửa đây, cửa thông phòng thiết kế là cửa gỗ. Đây là cái căn phòng ngủ ở phía bên trong và đây là phòng ngủ phía bên ngoài. Phòng ngủ ở phía bên ngoài đây mọi người ạ. Phòng ngủ ở phía bên ngoài thì buổi sáng đón ánh nắng hơn. Đây, đón ánh nắng chiếu vào hướng nhà đông bắc. Đây quý vị có thể nhìn xung quanh, hàng xóm, dân cư ngay bên cạnh. Đó. Và phòng ngủ nào cũng vậy, vuông vắn bởi vì mặt tiền của nó 3m8, mặt hậu cũng vậy, cho nên thiết kế tương đối hợp lý. Phần phòng vệ sinh sử dụng cho hai phòng ngủ trước và sau. Với phần phòng vệ sinh này, hoàn thiện đầy đủ công năng trong phòng vệ sinh, thiết bị vệ sinh. Ở đây là hệ thống sen cây tắm, bồn cầu liền khối, lavabo và đá, vắt khăn giản. Và với cái phòng vệ sinh này thì chủ nhà ốp toàn bộ gạch lên trên tờ trần này, rất là sạch sẽ cho quý vị nhé. Và hai cái màu sắc thì nó rất là ok, rất là tinh tế luôn, màu ghi sáng. Cửa nhà vệ sinh thì thiết kế là cửa nhôm hệ Việt Pháp. Nói chung với một ngôi nhà giá rẻ mà chủ nhà thiết kế tương đối chỉn chu như thế này thì cũng không mong chờ gì được hơn đâu thưa quý vị. Và mời quý vị theo em lên khám phá tầng cuối cùng của ngôi nhà. Và trên tầng 3 của ngôi nhà thiết kế cho quý vị, ở trên trần là có một ô giếng trời để lấy thoáng ánh sáng xuống khu vực cầu thang. Trên phía tầng 3 thì thiết kế công năng sử dụng tiếp theo cho quý vị. Một phòng ngủ đây, hướng ra phần mặt ngõ. Nói chung là em cam kết và cũng cam đoan với quý vị là nhà có sao thì quay và review cho quý vị như vậy. Giá bán cụ thể nhất thì em để ở dưới phần bình luận. Bởi vì sao? Đôi khi ấy, có thể hiện tại em đang quay giá là 1,68 chẳng hạn, thì đến khoảng tầm một tuần sau chủ nhà có điều chỉnh lên xuống thì em sẽ dễ dàng điều chỉnh ở dưới phần bình luận hơn. Phòng vệ sinh sử dụng cho tầng 3, tầng 1, tầng 2, tầng 3 đều thiết kế chỉnh chu đầy đủ, hệ thống sen cây tắm nóng lạnh. Đây mọi người ạ, rất là chỉnh chu, rất là đẹp, rất là sang nữa. Với một ngôi nhà giá hợp lý như thế này mà về những cái phần lắp đặt thiết bị vệ sinh cũng như là tay vịn cầu thang, chủ nhà đều rất là tỉ mỉ. Ngoài ra tầng 3 thì chủ nhà thiết kế cho quý vị một không gian ở đây, phòng thờ riêng của ngôi nhà. Còn nếu như mà quý vị như Ngọc Ánh có gặp một số trường hợp mà nhà đi đạo Thiên Chúa giáo thì người ta không làm phòng thờ riêng ấy, thì người ta để ở dưới phần tầng 1, thì cái khu vực này quý vị có thể làm phòng làm việc. Nói chung ấy, cái đấy là tùy mục đích công năng sử dụng của mỗi hộ gia đình. Còn nhà có sao thì em quay review cho quý vị là như vậy. Đây là phần sân phơi, rất là thoáng mát. Đấy, mọi người có thể nhìn đằng trước đằng sau. Rất nhiều quý khách hàng hỏi là với những cái nhà giá rẻ như này thì chắc là nó nằm ở trong cái khu chắc là còn heo hút, còn vắng lắm. Nhưng mà không phải đâu mọi người ạ. Đều nằm ở trong khu dân cư đông đúc. Tất cả đều có đầy đủ chợ, trường, phường trạm, những cái tiện ích sinh hoạt xung quanh. Tay vịn cầu thang đây, từ tầng 1 cho tới lên tầng 3 đây, quý vị thấy không? Chủ nhà thiết kế rất là chỉn chu và cẩn thận. Với cái giá bán như vậy và với vị trí hướng nhà em đều đã chia sẻ rất cụ thể, thì mọi người còn chần chờ gì nữa mà không sở hữu ngay cho mình một ngôi nhà giá trị hơn 1,6 tỷ này. Đặc biệt sổ đỏ còn có hỗ trợ vay vốn ngân hàng. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý khách hàng yêu quý của Ngọc Ánh ở những video tiếp theo.